mòn, cái này mòn quá rồi nó vặn mãi nhiều lúc. À trơn trơn bây giờ cắt cho nó dư răng ra một tí là được. Hơi khó, trơn quá rồi. Tôi gọi để em cắt cho cái răng này nó dư ra một tí. Kíp loại kiểu như này. Đây nó có màu đỏ như này hoặc là màu xanh. Đây, màu xanh đó nhá, đỏ đây. Rồi, 50.000 thôi. Cái búa kia cái bao nhiêu em? Tùy loại anh ạ. Tầm 7 lít. Tùy mun. Úp là được rồi. Đây. Khóa cổ này. Khóa cổ này. Mở lên này. Xe này, rồi ok. Đây là lắp từ. Rồi, ok, anh thử em phát, em thấy được rồi đấy. Chưa? Đấy, dày dặn hơn tí không? Chắc chắn nhé. Đấy, cửa hàng của tôi thì có rất là nhiều những cái loại phôi mà có cái hình kiểu inox như này, Artimon như này, 50 cành.